Thú vị trong ngày đầu ra quân cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, vào hôm qua công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen cho vay với lãi suất lên đến 900% một năm. Theo điều tra, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ ngụ quận 7 gồm hơn 10 người cấu kết với nhau phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75% một tháng, tương đương với 900% một năm. Trong chủ đề một năm, những người này thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỷ đồng. Nhóm thứ hai của Nguyễn Đại Đức ngụ quận 4 gồm 4 người, Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420% một năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi thì nhóm này nhắn tin đe dọa người nhà của người vay. Nhóm thứ ba gồm Nguyễn Tấn Hùng 49 tuổi cầm đầu, Phạm Công Tâm 45 tuổi và Nguyễn Lê Thục Hân 45 tuổi. Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền. Phòng BC02 tiếp tục phối hợp củng cố chứng cứ mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những người liên quan.